Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đài cho tự do. Thị trường trung thu năm nay khá ảm đạm do sức mua kém. Mời quý vị theo dõi ghi nhận thực tế tại thị trường Đà Nẵng sau đây. Chỉ còn hơn một tuần nữa, người dân Việt Nam đón Tết Trung Thu, hay còn gọi là Tết Đoàn Viên. Nhưng thị trường tiêu thụ bánh Trung Thu và lồng đèn năm nay tại Đà Nẵng được đánh giá là khá chậm. Vừa chưa đông lắm, năm nay mua chậm. Năm ngoái mà tầm giờ này là bình quân là tầm 20-30 triệu một ngày rồi. Năm nay bình quân là tầm ngày có 10 triệu rồi. Còn mà năm ngoái là ví dụ cỡ như bây giờ nè, là tầm 20-30, có khi lên đến 50 nữa. Tại thì năm nay cái bán sớm hơn mọi năm. Lượng khách mua được cũng lai ra, chưa có mua gì. Nhu cầu, ví dụ như câu người ta thích là người ta vẫn chịu. Còn thấy cũng mua, nhiệt bán cũng lai ra, chứ không biết nổi. Theo chia sẻ của chị chủ cửa hàng bán lồng đèn, bánh trung thu và cả người tiêu dùng, giá cả năm nay không cao hơn năm ngoái và gần như lồng đèn trung thu được bày bán tại Đà Nẵng đều xuất xứ từ Trung Quốc. Bình thường thôi, mua bánh đồ với lại mua muối lăng rồi chứ hết thôi, cái gì để cả rồi cũng như cái năm đó. Bên đây là nó tất dùng tất cả lồng đèn của Trung Quốc hết mà. Cho Việt Nam mình thì cái nó lắp ráp thì chơi đặt cái là hư liền, mà không đẹp. Bên Trung Quốc thì bát mắt hơn hàng nhiều hơn. Riêng bánh trung thu, họ cho biết mua sỉ từ Hà Nội. Bánh em có xuất xứ từ Hà Nội mà. Tuy vậy, như chia sẻ lúc đầu, các chủ hàng đều than sức mua năm nay tính đến thời điểm này là kém. Em nghĩ là kinh tế bị trì trệ quá. Em hy vọng là sắp tới là khách sẽ mua đông. Tại vì thường thường là hay nhầm mua cuối mùa nó sẽ ào ạt hơn một lần luôn á. Không riêng Đà Nẵng, hôm 20 tháng 9, một bài viết trên tờ VOV điện tử ghi nhận nhiều đại lý, chủ cửa hàng ở Hà Nội cũng cho biết sức mua năm nay sụt giảm so với những năm trước. Cửa hàng bán thì nhiều, mà người mua lại rất ít. Giới kinh doanh ở Hà Nội cũng cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn, nên năm nay, nhiều doanh nghiệp cắt giảm các suất quà tặng đối tác. Vì vậy, các hộp quà biếu năm nay không còn bán được nhiều như mọi năm. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng dần không còn mặn mà với dịp Tết này, nên cũng phần nào ảnh hưởng đến thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Ban Việt ngữ Đài cho tự do với những nội dung chính sau đây. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Kỷ luật, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc cùng nhiều cán bộ khác do liên quan sai phạm của hai tập đoàn AIC và FLC. Truyền thông nhà nước trong ngày 21 tháng 9 loan tin dựa theo nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 9. Ủy ban kiểm tra cho rằng Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật nhà nước trong việc thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, các công ty trong hệ sinh thái AIC và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện, khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Những vi phạm trên đã gây thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí lớn tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Văn Đọc, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Long, Nguyên Phó Bí thư, Đặng Huy Hậu, Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh, cùng hàng loạt nguyên cán bộ, lãnh đạo tỉnh, gồm các ông bà Vũ Xuân Diện, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng. Ủy ban kiểm tra cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành và nguyên ban giám đốc Ban Quản lý các công trình dân dụng và công nghiệp. Các tổ chức đảng, đảng viên tại hai tỉnh Ninh Thuận và Hậu Giang đã có một số vi phạm, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm. Đó là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32 diễn ra tại Hà Nội và được truyền thông loan trong ngày 21 tháng 9. Theo nội dung kết luận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cần xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý tại các tỉnh Ninh Thuận, Hậu Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra
còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đảng và kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua sắm trang thiết bị, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An trong ngày 21 tháng 9 và được truyền thông loan trong cùng ngày. Sau khi Viện Kiểm sát phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông An. Ông An bị bắt trong quá trình Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an điều tra vụ án hình sự, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan. Cùng vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Philippines sẽ nộp đơn kiện lên Tòa Trọng tài Quốc tế PCA đối với Trung Quốc về các hoạt động khai thác quá mức san hô ở Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Truyền thông Philippines dẫn lời của Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Gripping Remula cho biết như vậy. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, ông Remula cho biết vụ kiện không có liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc ở vùng nước tranh chấp và Philippines đang tập hợp bằng chứng về các hoạt động phá hoại môi trường của Trung Quốc. Những bằng chứng này sẽ có đủ sức nặng trong những tháng tới, ông Remula nói với báo chí. Tuần duyên Philippines cho biết lực lượng này cũng đã tiến hành các nghiên cứu dưới nước ở vùng biển bãi Rozu Reef và Escoda Shoal. Các nghiên cứu cho thấy hệ sinh thái biển ở đây không còn sự sống và có rất ít hoặc gần như không có sinh vật nào. Các nghiên cứu của Philippines cũng cho thấy khả năng các san hô chết bị đổ xuống khu vực này sau khi được chế biến làm sạch. Phát ngôn viên của tuần duyên Philippines, Zarorila nói với báo chí Philippines rằng việc xuất hiện ngày càng nhiều các hoạt động đánh bắt trái phép và có tính phá hoại của đội tàu dân quân biển của Trung Quốc ở Rozu Reef và Escoda Shoal có thể có tác động trực tiếp đến việc phá hoại và xuống cấp của môi trường biển ở Biển Đông. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài cho Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA Tiếng Việt.